mới Hội Thánh. Chúc mừng năm mới. Hội Thánh đầu năm mọi việc như thế nào ạ? Chúng ta nếu có chuyện gì chúng ta đừng có vội, mình còn một năm nữa mà, đúng không ạ? Mình đã cầu nguyện rằng trong năm nay Chúa sẽ làm những điều mới, chắc chắn Ngài sẽ thành tín. Còn sự khởi đầu như thế nào, xuất phát như thế nào, chậm nhanh, Chúa tự biết. Ngài sẽ biết đưa chúng ta đến điều mà Ngài dành cho chúng ta. Amen. Hôm nay tôi đầu năm tôi muốn được học với lại Hội Thánh về một chủ đề rất là quan trọng. Ở trong sách Giăng đoạn 4. Ở đây, ở trong sách Giăng đoạn 4 có một câu mà Chúa Giê-xu nói đến về điều mà Đức Chúa Trời Ngài tìm kiếm. Đức Chúa Trời, Chúa là đứng tạo dựng nên cả vũ trụ này. Trong Ngài không hề thiếu điều gì. Nãy Mục sư Lâm nói danh của Ngài là đứng ta là, nghĩa là gì? Ngài không cần ai giúp đỡ. Ngài có mọi điều xung quanh Ngài. Vậy mà tại sao Ngài lại tìm kiếm một điều? Một đứng mà không cần điều gì mà lại đang tìm kiếm một điều. Liệu chúng ta có quan tâm rằng Ngài tìm kiếm điều gì không ạ? Phải không ạ? Ở trong Giăng đoạn 4, nguyên cả chương đó nói rằng Ngài tìm kiếm người thờ phượng thần. Trên cả toàn vũ trụ thì mọi điều vĩ đại, tuyệt vời, nhưng mà Ngài tìm kiếm con người và con người thờ phượng thần. Và do đó chúng ta phải quan tâm người thờ phượng thần là người như thế nào mà Đức Chúa Cha phải tìm kiếm. Trong một năm 2018 đã qua rồi, có nhiều điều vui buồn đã xảy ra. Nhưng mà trong năm 2019 này, chúng ta có nhiều kế hoạch, nhiều mục tiêu đề ra. Liệu chúng ta có đề ra một điều đó là trở thành người thờ phượng thần mà Đức Chúa Trời tìm kiếm không? Chúng ta sẽ cùng học ở trong Giăng đoạn 4 với nhau. Ở đây chúng ta có quen thuộc với câu chuyện này không ạ? Tôi sẽ xin đi sơ qua câu chuyện một chút để mọi người có thể nắm được. Sách Phúc Âm Giăng là một trong những sách phúc âm nói về tình yêu thương. Chúng ta biết là mỗi lần chúng ta phát những cái tài liệu kinh thánh cho những người chưa tin Chúa, chúng ta phát Phúc Âm Giăng phải không ạ? Bởi vì trong đó có một câu vô cùng tuyệt vời, Giăng 3:16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi Ngài đã ban con một của Ngài để hầu cho những ai tin con ấy không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời. Đó là câu mà ở trên thế giới này là câu kinh thánh được tìm kiếm nhiều nhất, câu kinh thánh phổ biến nhất, câu Giăng 3:16. Và đa phần cơ đốc nhân đều biết câu này, nên Phúc Âm Giăng rất là nổi tiếng về phúc âm tình yêu. Nhưng mà Phúc Âm Giăng có một điều rất là đặc biệt, không hề nhắc đến một ca đuổi quỷ nào hết. Chúng ta đọc các cái sách phúc âm Mark, Luca hay là Matthew, Chúa Giê-xu đi đến đâu, ma quỷ sợ lộ ra và Ngài thực hiện phép lạ. Nhưng mà riêng trong sách Phúc Âm Giăng không thấy ma quỷ lộ diện, không thấy Chúa đuổi quỷ. Tại sao như vậy? Bởi vì ở trong Phúc Âm này, ma quỷ được nhấn mạnh đó là một kẻ lừa dối, một kẻ giết người và hủy diệt. Để làm gì? Để có thể làm nổi bật lên Chúa Giê-xu của chúng ta là tác giả của lẽ thật, chân lý và sự sống. Thật ra mà nói, nếu như thế giới này bị tàn phá hoàn toàn chỉ bởi ma quỷ thì thật ra bây giờ chúng ta đã xong hết rồi. Tại vì công việc của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, Ngài đã hiện ra để phá hủy công việc của ma quỷ thì đã xong rồi. Vậy tại sao chúng ta vẫn còn gặp nan đề? Vậy tại sao chúng ta vẫn có những điều chưa thỏa lòng? Nếu như thế giới này hoàn toàn do ma quỷ quyết định thì đã xong rồi. Chúa Giê-xu đã đắc thắng nó hoàn toàn trên thập tự giá. Nhưng mà có một điều ảnh hưởng đến kết quả đời sống của chúng ta mà sách Phúc Âm Giăng muốn nhấn mạnh, đó là bạn có biết đến Chúa Giê-xu không, thẩm quyền của Ngài không, và sự lựa chọn của con người như thế nào đối với lẽ thật về Ngài. Đó mới là điều quyết định. Ma quỷ nó có thể tấn công chúng ta nhưng nó không quyết định cuộc đời của chúng ta đâu, chính là sự lựa chọn của chúng ta. Thì ở trong đây Phúc Âm Giăng đã thường mô tả nhiều cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với các cá nhân khác nhau. Chúng ta đọc hết sách đó chúng ta sẽ thấy ha. Tôi chỉ giới thiệu sơ qua để rồi mọi người khi đọc sách Phúc Âm Giăng để chú ý vô các cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy nào là Giăng Báp-tít gặp, rồi Andre, Phi-e-rơ, Philip, Nathanael, ngay thậm chí Mary, mẹ của Ngài, những người tại đền thờ, Nicodem, người đàn bà Samari, người bệnh 38 năm trong chương 5, 5.000 người được Chúa
Ngài đã cho bánh ăn, rồi người phụ nữ tà dâm bị người ta muốn ném đá, rồi người mù được chữa lành, rồi Lazaro những cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu trong sách Phục Âm Giảng. Ngày hôm nay tôi tập trung vào ở trong văn 4, đó là cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu và người đàn bà Samari. Ở trong chương 3 thì Chúa đã gặp Nicodem rồi. Trong chương 5 thì Ngài chữa lành cho 30 cái người bị bệnh 38 năm. Trong chương 4 này, Ngài gặp người đàn bà Samari. Tôi tóm tắt câu chuyện cho mọi người. Đó là Chúa Giêsu đi từ thành Jerusalem lên trên ngược lại xứ sở của mình, đó là Galilee. Và Ngài không có đi con đường bình thường mà dân Do Thái chọn, đó là né cái vùng Samari, mà Ngài đi thẳng, cố tình đi con đường đi ngang qua xứ Samari. Là cái xứ mà dân Do Thái không có thích, kỳ thị, không có đi, nhưng mà Chúa Giêsu chọn đi. Bởi vì đó là ý muốn của Cha. Và khi Ngài đi qua đó, Ngài gặp một người đàn bà. Người đàn bà này đã ở chung với 5 người rồi, mà Kinh Thánh coi như là chồng của bà, gọi là 5 người chồng. Và hiện tại đang ở với người tiếp theo. Một cuộc đời có nhiều những cái điều mà không thành công. Đó mà chúng ta tổ chức Valentine để làm gì? Chỉ gặp một người duy nhất thôi trong đời, đỡ đau khổ. Người đàn bà này làm 5 lần vẫn chưa xong. Đó là một cuộc đời thất bại, đi từ thất bại này đến thất bại khác. Và không thể tỏ cùng ai được, tại vì người ta nói quá tam ba bận, đúng không ạ? 5 lần rồi không thể nói gì được nữa. Và bà đã chọn một cách, đó là gì? Né tránh vấn đề. Thay vì đi lấy nước vào giờ mà dân làng đi, nhưng bà chọn đi giờ trưa, khỏi gặp ai, khỏi miễn bàn. Miễn bàn tới tôi, miễn bàn tới mấy người. Đúng không? Tại vì một cuộc đời quá thất bại. Và tại đây, cảm ơn Chúa bà đã gặp được Chúa Giêsu. Và Ngài đã nói điều kỳ diệu với bà. Bày tỏ một cái lẽ thật, đó là ta là Đấng Christ và Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những con người thờ phượng thật. Như vậy người thờ phượng thật là người như thế nào? Qua sách này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Tôi muốn chia sẻ 3 điều về một người thờ phượng thật mà Đức Chúa Trời tìm kiếm. Xin mở tiếp slide tiếp theo ạ. 3 điều đó là, thứ nhất, người đàn bà này đã làm gì? Gặp gỡ Chúa Giêsu. Người thờ phượng thật là người phải gặp gỡ Chúa Giêsu. Thứ hai, đó là bà tin và bà cầu xin trong danh của Chúa Giêsu. Điều thứ ba, bà có một cuộc đời được biến đổi để làm gì? Để kết nối với mùa gặt vĩ đại của Chúa. Ở đây chúng ta có nhìn thấy cái logo của Hội Thánh Mơ Ước không ạ? À? Ai thấy đây ạ? À? Thấy nó giống như nốt nhạc phải không? Đã có gì nữa? Một cái cành lúa phải không? Sự thờ phượng phải dẫn tới mùa gặt. Amen. Đến hôm nay tôi muốn học với mọi người về 3 điều đó. Ở người phụ nữ Samari này, người được gặp gỡ Chúa Giêsu đã tin vào Ngài và cầu xin, và thứ ba, kết nối vào một cách vĩ đại của Chúa bất chấp cuộc sống của mình đầy dẫy những thất bại. Amen. Điều đầu tiên là gặp gỡ Chúa Giêsu. Như vậy chúng ta thấy ở đây, khi chúng ta đọc, khi mà bà Samari nghe Chúa Giêsu nói cho ta xin nước uống, như vậy ai là người bắt đầu câu chuyện hả? Chúa Giêsu. Trong cuộc đời của Chúa, chúng ta, chính Chúa Ngài là người khởi sự để đến với chúng ta. Ngài mở lời, đó là điều mà người Do Thái không hề làm. Đúng không ạ? Mình kỳ thị người đó mà thấy mặt là né từ xa rồi. Nhưng mà Chúa Giêsu để cho đến gần ngay giếng nước đó, biết là sẽ gặp bà và mở lời trước, hãy cho ta nước uống. Người đàn bà này mới nói sao? Sao ông là một người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho uống nước? Ở đây bà nói cho ông, cho Chúa một cái điều là gì? Bà nhắc cho Ngài nhớ rằng giữa chúng ta có nhiều rào cản lắm. Chúa Giêsu, giữa chúng ta có nhiều rào cản lắm. Rào cản thứ nhất là gì? Tôi là một người phụ nữ, Ngài là một người đàn ông, là một rabbi, là một thầy. Tại sao lại xin nước thưa? Tôi là một người Samari, Ngài là một người Do Thái. Chủng tộc của chúng ta khác nhau. Ông thờ phượng Chúa ở Jerusalem, tôi thờ phượng Chúa ở Gerizim. Sự thờ phượng tôn giáo khác nhau. Chúa Giêsu mới mở lời, nhưng mà bà đã nhắc cho Chúa Giêsu biết rằng giữa chúng ta có nhiều rào cản lắm, đừng có đến gần tôi. Con người của chúng ta hay như vậy, chúng ta quá ý thức về ngăn cách giữa con người với con người, phải không ạ? Bà sợ rằng, đó là bà chưa nói đến cuộc đời của bà là tội lỗi đó. Giống như là bà sợ rằng bà sẽ làm cho Ngài bị vấp phạm, bị ô uế. Nhưng mà Chúa Giêsu thì không như vậy.
Ngài vượt qua mọi ranh giới về chủng tộc, về tôn giáo, về văn hóa, về giới tính để chạm đến cuộc đời của chúng ta. Đó chính là tấm lòng của Chúa. Ngài không phân biệt bất kỳ điều gì, bởi vì Đức Chúa Cha tìm kiếm người thờ phượng chân thật mà, là con người mà, nên Ngài sẽ chạm đến, Chúa Giêsu đến với chúng ta bằng cách đó. Nhưng mà người đàn bà này nói rằng có biết bao nhiêu thầy Do Thái hễ mà biết những điều này là sẽ bị ô uế, nên tốt nhất là tôi nói trước. Bà sợ Chúa Giêsu lại bị ô uế bởi tội lỗi, bởi con người, bởi bối cảnh của bà, mà bà không hề biết rằng Ngài là Đức tẩy sạch. Không ai có thể làm Ngài ô uế được, không điều gì có thể làm Ngài ô uế được. Nhưng hễ ai đến gần Ngài thì được tẩy sạch, hễ bất kỳ điều gì Ngài chạm đến sẽ được sạch. Ở trong sự thờ phượng, chúng ta đừng có đưa ra những cái ngăn trở mà nói rằng Chúa hôm nay còn không có đủ thánh để đến gần Ngài. Đến trong sự thờ phượng, liệu ngày hôm nay Ngài có đụng chạm đến cuộc đời con không? Bởi vì tối qua con lỡ đã phạm tội không trung tín, Chúa có nhiều rào cản để con được thăm viếng ngày hôm nay lắm. Nhưng mà Chúa Giêsu thì sao ạ? Hãy đến gần Ngài, vì Ngài là đứng tẩy sạch. Thế ai đến gần Ngài sẽ được sạch. Ngài chạm đến điều gì sẽ được sạch điều đó, phải không ạ? Đó là chân lý mà chúng ta phải biết trong sự thờ phượng. Đó là lý do mà chúng ta, nếu như thờ phượng trong tâm linh và lễ thật mà không có lễ thật thì chúng ta sẽ bị lừa dối. Chúng ta có linh nhưng mà không có lễ thật, chúng ta sẽ bị lừa dối, phải không ạ? Lễ thật đó là gì? Khi mà người phun ở trong Luca nói: Chúa ơi, nếu Ngài sẵn lòng thì hãy giúp con sạch với. Chúa Giêsu, chúng ta đọc lại câu chuyện này để thấy cảm động. Chúng ta biết người phun là người bị hủi mà, nhiều người còn bị mất đi ngón tay nữa, rồi những vết thương lở loét này. Nhưng mà Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài chạm đến tay của người phun này, đỡ lên và nói ra: ta sẵn lòng. Chúa đâu cần phải chạm đến, phải không ạ? Chỉ cần đứng từ xa này nói ta sẵn lòng là đã sạch rồi, mà không cần giơ tay luôn, chỉ cần ta sẵn lòng. Tại vì người đàn bà mà bị bệnh vấn đề về huyết máu thì sao, chỉ cần chạm đến cái gấu áo của Ngài đã được, phép lạ xảy ra rồi, Ngài không cần làm gì cả. Nhưng mà thật là kỳ diệu, Ngài chạm đến cái vết thương lở loét của người phun này và nói rằng ta sẵn lòng. Nhưng tôi khích lệ mọi người trong năm mới này, hãy đừng tự dựng lên những rào cản ở trong sự thờ phượng. Hãy đến với Chúa với một lẽ thật, chân lý, biết chắc rằng Chúa dù con như thế nào, dù con ra sao, hãy con đến gần Ngài, con sẽ được sạch. Amen. Cuộc đời con như thế nào, quá khứ con ra sao, ô uế như thế nào, con càng đến gần Ngài, con càng được sạch. Amen. Và đó là lý do con tự tin đến ở trong sự thờ phượng. Amen. Mỗi sáng chúng ta đến, hãy như thế. Amen. Amen. Đó là chân lý của những người gặp gỡ Chúa Giêsu. Điều thứ hai về người thờ phượng chân thật, người thờ phượng bằng tâm linh và chân lý, đó là gì ạ? Tin và xin. Cho cái slide điều thứ hai, đó là tin và xin. Chúng ta sẽ cùng xem khi mà Chúa Giêsu nói chuyện tiếp với người đàn bà này, và Chúa nói, người phụ này nói, người phụ nữ nói: thưa ông không có gầu múc mà giếng thì sâu, vậy ông lấy đâu ra nước sống? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp đã cho chúng tôi giếng này. Chính Gia-cốp, các con và bầy gia súc của người đều uống ở giếng này. Vậy ông lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp: ai uống nước này sẽ còn khát mãi, nhưng ai uống nước ta cho sẽ không bao giờ khát nữa. Nước ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người ấy tuôn trào đến tận sự sống đời đời. Câu 15, người phụ nữ nói: thưa ông, xin cho tôi nước ấy để tôi không còn khát và khỏi đến đây múc nước nữa. Như vậy khi Chúa Giêsu giới thiệu về điều mà Ngài có, người đàn bà này đã làm gì? Xin cho tôi. Okay. Khi bà xin nghĩa là gì? Bà tin rằng quả thật Chúa Giêsu có điều đó. Cho tôi với. Như vậy ở đây chúng ta thấy Chúa đã nói sao? Hễ ai xin thì sẽ được. Phải không ạ? Và bà đã nói xin cho tôi nước đây để làm gì? Bà tự hiểu trong đời của mình đã 5 người đàn ông, 6 người đàn ông rồi, mà mỗi lần đến cái giếng này là mỗi lần nhục. Tại vì người ta sẽ dèm pha đời của tôi. Nếu ông có cái nước sự sống mà tôi không cần phải đến cái giếng này nữa, tôi sẽ không cần phải đối diện với nan đề của mình nữa. Cho tôi với.
sự khao khát giải pháp trên cuộc đời của bà, phải không ạ? Tôi đã chờ điều này lâu lắm rồi, để làm sao cất sự xấu hổ ra khỏi cuộc đời của tôi. Và chúng ta thấy ngay khi bà xin và tin điều này thì ở trong Văn Nhất đoạn 12 câu 13 đã nói sao? Bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, là những người được sanh ra không phải bởi khí huyết hoặc bởi ước muốn xác thịt hoặc bởi ý muốn người, nhưng bởi Đức Chúa Trời. Như vậy khi bà vừa mới tin và xin thì lập tức bà được điều đó, và bà đã trở thành con cái Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà chúng ta truyền giảng, để làm gì? Người ta tin tiếp nhận Chúa Giêsu sẽ được điều mà Chúa Giêsu đã hứa. Không phải bởi bằng cấp, không phải bởi địa vị, sanh ra ở đâu, dân tộc nào, nhưng mà chỉ cần tin và xin. Chúng ta nhớ lại ở trong chương 3, khi Chúa gặp Nicodem, Nicodem là một thầy dạy luật. Nicodem nghe Chúa Giêsu làm nhiều điều, ông này là ông thầy mới xuất hiện ở trong cái xứ của mình cũng là thầy giáo, phải đến để xem coi cái thầy này là loại thầy nào. Phải không? Mình ngắn hàng mà thầy với nhau để thử coi xem Chúa Giêsu tiếp được mấy chiêu, đúng không ạ? Và đến thử, và bởi vì cái cách nhìn như vậy nên nghĩ ngang hàng với nhau mà, nên khi Chúa Giêsu giới thiệu về lễ thật của Ngài, làm sao người phải sanh lại thì mới được. Ông suy nghĩ rất là đơn giản: tôi già rồi, làm sao mà vô bụng mẹ để mà sanh ra nữa. Một thầy giáo rất là tự nhiên, suy nghĩ theo hướng tự nhiên khoa học, đúng không ạ? Vậy thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu đang nói về điều siêu nhiên, mà không phải bởi lý luận của con người, trí tuệ, sự chứng minh của khoa học mà giải thích được, mà bởi vì tin và xin. Như vậy một người thầy giáo Do Thái đã thất bại, Nicodem đã thất bại ngay lần gặp đầu tiên với Chúa Giêsu. Người này đã có cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu nhưng mà sao? Thất bại, bởi vì nghĩ mình và Chúa ngang hàng. Nhưng mà người đàn bà này thì sao? Ông có điều đó, hãy cho tôi với. Khi chúng ta đến trong sự thờ phượng, liệu chúng ta có hạ mình khiêm nhường để xin Chúa điều mà chúng ta cần hay không? Hay nghĩ rằng xem coi Chúa có làm nổi phép lạ giống như mấy thần ngoài kia mà tôi đã từng thờ phượng hay không? Liệu Chúa có chúc phước cho tôi như tôi đã thờ phượng các thần khác không? Chúa có làm cho tôi giàu không? Chúa có làm cho tôi được hết bệnh không? Hay là tôi cầu xin chồng, Chúa có cho tôi chồng liền không? Chúng ta thử Chúa với một thái độ như Nicodem, suy nghĩ rất là tự nhiên. Nhưng mà không, Chúa của chúng ta là Chúa siêu nhiên. Phải biết chân lý về Ngài, phải không ạ? Thì mới có được điều mà mình khao khát. Người đàn bà này rất là đơn sơ, Chúa vừa giới thiệu xin liền, đúng không ạ? Và tại sao chúng ta thắc mắc, tại sao chúng ta lại cần phải trở nên con cái của Đức Chúa Trời? Tại sao chúng ta lại cần tái sanh khi mà Chúa Giêsu thách thức Nicodem, ngươi phải được sanh lại? Tại sao chúng ta cần phải được tái sanh? Chúng ta là người ngũ tuần đi theo Thánh Linh của Chúa, coi trọng Thánh Linh của Ngài. Chúng ta tại sao lại phải được tái sanh? Chúng ta biết khi mà Adam và Eva phạm tội thì sao ạ? Đã xa cách Đức Chúa Trời. Xa cách nghĩa là sao? Ngày xưa khi Chúa hà hơi vào Adam thì ông trở thành một sinh linh, và cái linh của ông kết nối với Thánh Linh Đức Chúa Trời. Nhưng khi mà Adam và Eva phạm tội thì sao? Cái linh đó nó không còn kết nối với Thánh Linh của Đức Chúa Trời nữa. Và chúng ta sẽ để cho cái gì? Cai quản cái xác thịt này, cảm xúc và gì? Lý trí của chúng ta. Cái bộ não này của chúng ta kiểm soát chúng ta. Phải logic một tí, phải giải thích được. Hoặc là cái thân thể này, ô mình thích ăn, mình thích uống, mình thích nằm ngủ, mình thích chơi, mình đi thích đi du lịch, thích hưởng thụ, thích xài đồ của người khác. Thì và như vậy từ từ con người trở nên phạm tội và xa cách Đức Chúa Trời. Và chính vì tình trạng này mà ngay trong đồng vắng như Israel, ngay cả khi có một cái luật pháp từ trời đưa xuống cho họ, họ cũng không giữ nổi. Ngày hôm nay chúng ta thấy luật pháp ở trên thế giới rất là loạn lạc, phải không? Đất nước, chúng ta đọc tin tức nước này nước kia rồi chính trị tùm lum hết, và người ta thắc mắc luật pháp của nước nào tốt đẹp nhất để làm sao mà mình đi theo cái mô hình đó. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng dân Israel ngay trong đồng vắng đã có một luật pháp từ trời, là luật pháp hoàn hảo nhất, nhưng mà con người không thể giữ nổi. Luật pháp không phải là giải pháp của chúng ta, bởi vì ngay cả một luật pháp hoàn hảo chúng ta cũng không giữ nổi. Vấn đề là nằm ở chúng ta đây nè. Đó là lý do chúng ta cần phải được tái sinh. Và tái sinh rất đơn giản thôi, hãy tin và xin thì theo như Văn Nhất, Văn đoạn 1 câu 12 đến 13 thì sẽ trở nên con cái của Đức Chúa Trời khi mình tiếp nhận Chúa Giêsu. Đó là sự tái sanh
mà Nicodem không thể giải thích và hiểu nổi. Quá đơn giản. Amen. Và chúng ta biết ở trong trong Châm Ngôn đoạn 20 câu 17 nói rằng tâm linh con người là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va dò thấu các nơi bí ẩn của lòng người. Thường chúng ta hay nói nhân linh này thế kia, nhân linh đừng có theo nhân linh, nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Tâm linh, nhân linh của con người là gì? Ngọn đèn của Đức Giê-hô-va. Chúa khi tạo dựng chúng ta đã hà hơi vào trong chúng ta, linh của Đức Chúa Trời ngự trong chúng ta để trở thành ngọn đèn soi cho thân thể và lý trí của chúng ta. Nhưng mà bởi tội lỗi chúng ta xa cách Ngài, nên cái xác thịt này và lý trí điều khiển thay vì nhân linh của chúng ta. Nhưng khi chúng ta được tái sinh, chúng ta được kết nối lại với thần linh của Đức Chúa Trời, ngày hôm nay nhân linh của chúng ta phải là ngọn đèn cho thân thể và lý trí của chúng ta. Phải không ạ? Chúng ta phải được phục hồi điều đó. Đó là lý do chúng ta phải được tái sinh, để mới có thể giữ nổi được luật pháp của Đức Chúa Trời. Đó chính là điều mà Nicodem không hiểu rằng tôi làm sao được sanh lại đây. Amen. Yeah. Và ở trong tiếp tục chúng ta thấy khi mà chúng ta được tái sinh, Thánh Linh ngự vào trong chúng ta thì đó chính là nước sự sống của Chúa mà Chúa Giê-xu giới thiệu với người đàn bà này. Ở trong Giăng đoạn 7 câu 38 nói rằng người nào tin ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình. Tuôn tràn từ lòng mình nghĩa là gì? Khi chúng ta được tái sinh, đó là có một dòng sông bắt đầu dâng lên ở trong lòng của chúng ta, dâng lên, trào, phun trào lên. Và sự sống đó nó sẽ là tuôn tràn ra cho người khác. Sự tuôn trào đó, đó chính là được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và chúng ta có ân tứ này, ân tứ nọ để chạm đến cuộc đời của người khác. Người ngũ tuần của chúng ta phải được tái sinh và đầy dẫy Đức Thánh Linh. Một cuộc đời được tuôn trào từ bên trong và tuôn tràn ra cho người khác. Đó chính là sự sống mà Chúa Giê-xu hứa rằng ta đến cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Chúng ta đi ở ngoài, đi bộ ngoài Nguyễn Huệ, chúng ta thấy những cái vòi phun nước phun lên ở trong phố đi bộ với mà. Tôi cứ đi ngang đó mà tôi nhớ đến câu Kinh Thánh này. Phải Chúa ơi, sự sống của con phải sao? Tự tuôn tràn từ bên trong. Chứ không phải là cần phải nhờ ban thờ phượng hay nhờ ai đó cuộc đời con mới được đầy dẫy, mà phải có một sự sống của Ngài tuôn trào từ bên trong để tràn ra cho người khác. Nếu chỉ tuôn trào lên cho mình không thôi chưa đủ đâu, mà phải tuôn tràn ra cho người khác. Đó là sự sống trong Chúa mà chúng ta tin và chúng ta xin. Những ngày gần đây chúng ta xem ở trên tin tức á, chúng ta sẽ thấy là ở Ấn Độ đang có một cái lễ rất là lớn của những người đạo Hindu. Mà trong cái lễ Mela đó có 120 triệu người. Mọi người tưởng tượng 120 triệu người. Tại vì bên Ấn Độ nhiều người lắm mà đúng không? Tỷ lệ 120 triệu hơn người Việt Nam mình nhiều đúng không? Cả nước mình chưa được 100 triệu nữa. 120 triệu người đến ba dòng sông thiêng liêng trên Ấn Độ để làm gì? Để chỉ để tắm, để tẩy sạch tội lỗi. Rồi sau đó người ta làm gì để đến được cái dòng sông đó? Đầu tiên là mấy ông thầy tế lễ mà sống trong núi không bao giờ gặp ai á, không bao giờ tắm á, ông được tắm trước, nhào vô ông tắm trước, sau đó dân chúng sau đó mới được tắm, sau khi mấy ông đã tắm xong. Để làm gì? Để được tẩy sạch tội lỗi vậy thôi. Mà tẩy sạch mấy lần? Một năm một lần. Và trong đó nhiều trẻ em mất cha mất mẹ, lạc mất nhau anh em, rồi dẫm đạp lẫn nhau chết rất nhiều. Như vậy đó có phải sự sống không ạ? Đó có phải sự tha tội thật sự không ạ? Đó có phải là sự sống mà tuôn trào và tuôn tràn không ạ? Đó là sự chết, đó là tôn giáo. Họ đi tìm những dòng sông đó ở ngoài kia, thuộc thể như người đàn bà Samari này nói rằng chúng tôi có giếng nước của Gia-cốp thiêng lắm. Ngày nào tôi cũng đến đó để tôi lấy nước giếng thiêng nằm ngoài. Mà chúng ta không hề biết rằng những dòng sông sự sống đó ở đâu? Trong chúng ta. Dòng sông sự sống mà Chúa hứa đó ở trong chúng ta. Chúng ta không cần phải mất công đi đến những cái giếng thiêng nào hay là sông thiêng nào để tắm và gột rửa chính mình. Điều chúng ta đã khám phá ra những dòng sông sự sống đó của Chúa Giê-xu trong cuộc đời của chúng ta chưa ạ? Nếu chưa, chúng ta hãy tin và xin. Hãy ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ được mở cho.
để trong năm 2019 này, cuộc đời của chúng ta là cuộc đời được tuôn trào và tuôn tràn ra. Amen. Điều thứ ba về một người thờ phượng thật đó là gì? Được biến đổi để kết nối với mùa gặp vĩ đại của Chúa. Bất kỳ ai gặp Chúa Giêsu không phải là một cuộc gặp giống như gặp để mà mình chụp hình selfie đưa lên Facebook. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu là cuộc gặp gỡ biến đổi cuộc đời của mình. Chúng ta biết ở tại nơi đây, sau khi mà người đàn bà này nói chuyện với Chúa Giêsu, đáng lẽ tin và xin là đủ rồi, đúng không? Người ta tiếp nhận Chúa là xong. Đưa vô tổ tế bào, rồi con đội hóa, hết trách nhiệm, phải không ạ? Chúa Giêsu đi vào cuộc đời của bà, vấn đề của bà, gọi chồng của chị tới đây. Chúa có quá nhạy cảm không? Tại sao Chúa lại nói đến vấn đề của đau khổ của con ngay trong ngày đầu tiên gặp gỡ? Nhưng mà đó chính là Chúa, phải không ạ? Ngài muốn giải quyết nan đề cho cuộc đời của chúng ta. Ngài muốn đem giải pháp đến cho những điều mà chúng ta đang thất bại, những điều mà chúng ta tìm kiếm mà những cái giếng thiêng của Gia-cốp không thể giải quyết được. Chúng ta hãy nhớ, cái giếng đó là niềm tự hào của dân Samari. Nhưng mà mọi người có thấy rằng bà chỉ biết về tôn giáo mà bà không hề có sự sống, phải không ạ? Cái tôn giáo nó không thể giải quyết được vấn đề đâu. Tôn giáo một bên và vấn đề của chúng ta vẫn cứ xảy ra, nan đề vẫn cứ ở đó. Sự thờ phượng thật, đó là lý do sự thờ phượng thật không thể dựa vào tôn giáo được làm như vậy, vì nó không có khả năng biến đổi và giải quyết vấn đề của chúng ta. Và Chúa đã hỏi, kêu chồng nữa đây, điểm đặc biệt của người phụ nữ này là gì? Thành thật, không che giấu, tôi không có chồng. Đó là sự dũng cảm của bà mà Nicodem không hề có. Nicodem không nói là tôi chẳng hiểu gì về sự dạy dỗ của thầy, thầy giải thích giùm tôi được không? Nicodem không nói như vậy, nhưng người đàn bà nói sao? Tôi không có chồng, vấn đề của tôi là nằm ở chỗ đó. Thành thật ở trước mặt Chúa Giêsu. Và chính vì điều đó, sự thật của đời bà vốn dĩ không thay đổi được đã gặp được lẽ thật của Chúa. Đó là ta là Đấng Christ. Khi ta đến, ta sẽ chỉ cho người ta biết mọi điều sẽ phải làm. Làm như thế nào để giải quyết được vấn đề của mình, làm như thế nào là đúng, làm như thế nào mới là người thờ phượng thật mà Đức Chúa Cha tìm kiếm. Như vậy sự thật của đời bà đã gặp được lẽ thật của Chúa. Liệu chúng ta khi đến đây trong thờ phượng, chúng ta hát, chúng ta có dám đối diện với sự thật của đời mình không? Có hạ mình ở trước mặt Chúa để nói rằng cái cách đó của con hình như nó sai sai, phải không ạ? Chúng ta hãy nhớ có những sai lầm mà nếu chúng ta lặp lại 2-3 lần, chúng ta nên tự nghĩ theo hướng khác, đó là không phải do vấn đề của người khác mà do vấn đề của mình nè, đúng không ạ? Mình thấy 2-3 lần rồi là mình thấy mình sai sai, phải không ạ? Giống như 1-2-3 người nói xấu mình á, 2 người nói xấu mình á, thì mình thấy kệ, muốn nói gì nói chứ. Nhưng mà nhiều người nói là mình phải xem lại chính mình, phải không ạ? Thì ở đây bà đã quá hiểu và bà tiếp nhận cái điều đó mà Chúa đã giới thiệu với bà. Bà tin rằng đây là Đấng Christ. Và ngay lập tức bà đã được biến đổi cuộc đời. Bà không còn tập trung về vấn đề là của mình nữa, 5-6 chồng hay là đi lấy nước nữa. Ở trong câu 27 nói rằng bà đã bỏ vò nước của mình lại và đi vào thành, nói với mọi người rằng hãy đến xem một người đã nói đúng hết tất cả những gì tôi làm nè. Đi vào thành, ngày xưa trước khi gặp Chúa Giêsu bà làm sao? Bà né cái dân làng này, đúng không? Giờ trưa là giờ không có ai mà né. Nhưng mà giờ này gặp gỡ Chúa Giêsu rồi bà làm gì? Chạy đến với người dân làng nói nè, ô có một người biết hết những chuyện xấu tôi làm. Mọi người có dũng cảm đến như vậy không ạ? Cuộc đời bà, những thất bại của bà trở thành một lời chứng quyền đó. Amen. Bà nói hãy đến xem người đó đi, người mà chúng ta đang trông chờ, người biết hết về những thất bại của chúng ta và ngài có giải pháp. Bà trở thành một chứng nhân ngay lập tức trong thời điểm đó mà quên đi những vấn đề của mình. Tôi nghĩ nếu mà tôi không biết tôi thì như thế nào, nhưng mà chẳng mình vừa mới gặp tiên tri mà mình phải nói tiên tri cho tôi chồng thứ mấy là chồng thiệt của tôi, 6 rồi đúng không ạ, để tôi biết không còn sai lầm nữa. Mình lập tức tập trung như vấn đề của mình, đúng không? Nhưng không, người đàn bà này thật là đặc biệt, bởi vì sự sống tuôn trào và tuôn tràn ra từ bà và đến gặp người khác, lời chứng của bà trở thành công cụ truyền giáo quyền năng cho Chúa. Và khi bà đi vào thành để truyền giáo, Chúa Giêsu làm gì? Ngài giảng dạy lời Chúa Trời cho môn đồ của Ngài. Như vậy ở tại nơi đây, bà và Chúa Giêsu cùng đồng hành với nhau trong mùa gặt này, phải không ạ? Hai người cùng đồng hành trong mùa gặt này, mùa gặt vĩ đại của Đức Chúa Trời. Mùa gặt mà Chúa nói rằng sao?
người gieo lẫn người gặt đều vui mừng. Và chúng ta biết cái xứ sở Samari này sau này khi mà môn đồ Philip đến thì sao? Nhiều người được tin Chúa và bắt tèm thanh linh. Bởi vì những lời chứng của Chúa Giêsu của người đàn bà này đã gieo trước rồi, sẽ có người khác đến. Chúng ta thấy người thờ phượng thật, người thờ phượng trong tâm linh và chân lý là người sẽ phải kết nối, được biến đổi, nhưng mà để làm gì? Không phải cho mình, mà kết nối với mùa gặt của Chúa để đem nhiều người khác cũng được kinh nghiệm sự sống mà Chúa Giêsu ban cho như vậy. Và tôi, khi mà tôi soạn bài giảng này, tôi cảm thấy khích lệ và vô cùng tuyệt vời khi tôi nhớ đến cái logo của Hội Thánh Mưu. Tôi nói, wow, thật là trùng hợp, cảm ơn Chúa. Vì sự thờ phượng ở trong Hội Thánh này sẽ khiến cho chúng con được kết nối với mùa gặt vĩ đại của Chúa trên thành phố của chúng con. Vì đó là mục đích của cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu ở trên đời sống của chúng ta. Amen. Như vậy người thờ phượng thật trong năm mới này là người có cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, phải không ạ? Để biết rằng Đấng Christ sẽ là chính là chân lý. Điều thứ hai đó là chúng ta tin những gì Ngài nói ở trong Kinh Thánh và xin cho cuộc đời của chúng ta, không nghi ngờ, không giải thích, không cần phải lý luận gì nhiều như Nicodem, nhưng mà tin bởi một đức tin và điều siêu nhiên để chúng ta có thể kinh nghiệm một sự sống mà Chúa đã hứa, được tái sinh, được đầy dạy Đức Thánh Linh tuôn trào và tuôn tràn ra cho người khác, và chúng ta được biến đổi để kết nối trở thành người phục vụ, để người làm những điều lớn lao cho công việc của Chúa trên đất Việt Nam này, cho dù sự thật của đời chúng ta là như thế nào. Hãy để chúng ta dâng sự thật đó lên cho Chúa để gặp được lẽ thật và chân lý của Ngài trong năm mới này. Amen. Để Chúa chúc phước cho hội thánh. Amen.